yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông lạ lơi, nhớ em nhớ bao thừa ấy. Thừa ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bên vắng. Hỡi em về đâu cho đời mình luôn nhớ yêu. Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con Emily đến từ Đan Mạch Scandina 2000. Thì với cái thiết kế rất là độc đáo, rất là đẹp mắt. Vì phía trước là phần FM, phía trên là phần AM. Phần phía sau đây quý vị, sò công suất ở đây ha. Bốn sò sắt công suất ở đây quý vị. Con này thì nó xuất âm tụ, nó hơi khó tháo vỏ quý vị. Em tháo hai góc được, em dở vỏ lên nhưng mà phát hiện ra là phải rút hết mấy cái nút này ra rồi mới dở lên, cho nên là nói chung là chắc phải tắt cam ly rồi tháo từ từ ra. Con này nó hơi khó tháo vỏ. Đấy. Con này thì phần FM nó hát quý vị, còn phần AM nó không hát ha. FM này. FM ha. Phần AM nó không hát. Thì có cái mức giá rất là tốt, 3,5 triệu thôi. Con này 3,5 triệu thôi quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn. Nguyên zin, nguyên bản hết nha.